Phiên bản online của Interview đã thu về cho nhà sản xuất hơn 31 triệu đô la và 5 triệu đô la doanh thu từ các phòng vé Bắc Mỹ. Theo hãng Sony Pictures, trong thời gian phát hành kể từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1, bộ phim The Interview đã có 4,3 triệu lượt thuê và mua trực tuyến. Trong đó giá thuê là 5,99 đô la và giá bán là 14,99 đô. Riêng thị trường Bắc Mỹ, bộ phim đã được công chiếu tại 580 rạp chiếu và thu về gần 5 triệu đô la. Bộ phim ra đời đã làm bùng nổ vụ tấn công mạng vào Sony hồi tháng 11, làm rò rỉ một số email mật, cũng như làm lộ bộ phim trước ngày ra.